Alo ạ, chào mừng tất cả anh chị và các bạn đã đến với buổi nhận định liên thị trường cùng với Finasat. Thì như thường lệ thì vào thứ ba hàng tuần thì Phát sẽ cùng với các anh chị và các bạn để cùng nhìn lại cái bức tranh toàn cảnh thị trường và cũng như là đưa ra cái kế hoạch giao dịch trong những phiên tiếp theo của tuần. Thì ở video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói về những cái thông tin và những cái chủ đề mà được thị trường quan tâm hiện nay. Thì đầu tiên là thông tin liên quan về giá dầu, diễn biến giá dầu trước cái những cái lo ngại về cái sự sụt giảm nguồn cung đến từ Trung Quốc và cũng như là sụt giảm cái nhu cầu đến từ Trung Quốc khi mà nước này đang thực hiện là lockdown, tức là thực hiện cái thời giãn cách, cũng như là ngược lại thì cái nguồn cung eo hẹp khi mà Nga đang đang đối mặt với những cái biện pháp trừng phạt mới của châu Âu. Thì đó là thông tin đầu tiên. Thứ hai thì liên quan đến cái nhận định về xu hướng của đồng đô vàng và Bitcoin thì diễn biến của những loại tài sản này diễn biến như thế nào, và cuối cùng thì chúng ta sẽ nhận định về về chứng khoán Việt Nam và liệu là VN-Index sẽ đi về đâu và target của VN-Index sẽ đi về đâu trong thời gian tới. Thì đó là cái chủ đề của video ngày hôm nay. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ nói về cái bức tranh toàn cảnh thị trường khi mà ngày hôm nay á, thì cái dòng tiền đang giao dịch mạnh ở là tài sản đầu cơ, đó là Bitcoin và cổ phiếu là hai loại tài sản giao dịch mạnh. Đồng đô thì cái tỷ lệ giao dịch cũng ở mức cao, nhưng mà ở ngược lại thì dầu với là vàng là tỷ lệ giao dịch thấp hơn. Nhìn về chu kỳ vận động của từng loại tài sản thì ta thấy là thứ nhất là vàng nè, thứ hai là dầu và thứ ba là đô la, chỉ số sức mạnh đồng đô đang có khuynh hướng là điều chỉnh trong cái pha tăng trưởng. Ngược lại thì chỉ số VN30, chỉ số chứng khoán VN hợp đồng tương lai của VN30 của Việt Nam và VN-Index đều đang ở trong chu kỳ tăng giá và dẫn dắt tiến vào vùng dẫn dắt của thị trường. Chỉ số chứng khoán Mỹ cũng đang hồi phục rất là tích cực và đang vào vùng tăng trưởng. Tương tự là đối với đồng Bitcoin thì cũng đang ở một cái chu kỳ vận động tương tự. Thì nhìn chung thì những loại tài sản mà mang tính chất là rủi ro cao hơn đó, thì nó đang là được cái thu hút đồng tiền và đang có cái xu hướng nó mạnh hơn so với cái nhóm còn lại. Rồi thì đó là toàn cảnh thị trường. Rồi chúng ta sẽ đi vào nội dung đầu tiên, thì đó là những cái liên quan đến cái việc là thông tin liên quan đến giá dầu. Thì đầu tiên đó là thông tin liên quan đến cái số lượng người mà số số dân thường thiệt mạng ở Ukraine thì đã tạo cái áp lực và khiến cho châu Âu sẽ áp đặt, có thể là sẽ áp đặt lên cái những cái biện pháp trừng phạt mới về đối với ngành năng lượng của Nga. Và mặc dù là chưa có những cái thời gian và những cái phạm vi trừng phạt rõ ràng, nhưng mà nó sẽ tạo nên những cái lo ngại về cái sự eo hẹp của nguồn cung. Và Nga là một trong những cái nước sau Mỹ, Ả Rập Xê Út là một trong, và Nga là một trong ba những nước ba nước là có cái xuất khẩu cung nguồn cung là dầu dầu lớn nhất thế giới hiện nay. Thì cái việc mà áp năng lượng gọi là châu Âu áp đặt các trừng phạt lên Nga thì có sẽ ảnh hưởng đến cái nguồn cung của thế giới sẽ sụt giảm. Thì đây là một trong những yếu tố mà tích cực đến cái sự vận động của giá dầu. Thông tin thứ hai thì thông tin liên quan đến cục Thượng Hải thì ngày 3 tháng 4 thì đã ghi nhận là hơn 9.000 ca nhiễm, và cái chính quyền của thành phố này đã áp đặt cái biện pháp là phong tỏa với 25 triệu người dân. Thì cái này nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc là cái nguồn cung của Trung Quốc là một trong những cái nước nguồn cung thép, và khiến cho cái thông tin này khiến gọi là phong tỏa, nó khiến cho cái nguồn cung thép nó sẽ giảm xuống và giá thép ở Trung Quốc đang nguồn cung thép sẽ giảm và giá thép Trung Quốc tăng lên. Và ngược lại thì cái khi mà thực hiện cái lệnh phong tỏa thì cái nhu cầu nhiên liệu có thể sẽ bị sụt giảm. Tuy nhiên về dài thì hầu hết các nước đã đều có những cái biện pháp ứng ứng phó với dịch Covid và chung sống được với dịch Covid, cho nên thì cái về cái tác động đến cái nguồn cầu nhu cầu á, thì nó sẽ không đáng kể.
đó, và nhiên liệu và giá dầu hiện nay á, chủ yếu là lo cái thông tin mà có sức nặng hơn, đó là thông tin liên quan đến cái biện pháp trừng phạt của châu Âu đối với Nga. Thì đó là về thông tin. Rồi thứ hai là chúng ta nhìn nhận về cái xu hướng kỹ thuật. Thì đầu tiên thì nói về xu hướng kỹ thuật á, là về xu hướng á, thì dầu đang ở trong một cái xu hướng là vẫn duy trì được cái xu hướng tăng, mặc dù là có hai đợt điều chỉnh mạnh, nhưng ở đây điểm sáng là cái đằng đạo đáy sao cao hơn đáy trước đó, và vẫn duy trì được một cái kênh tăng giá, mặc dù là ở đây chúng ta thấy là cái quán tính tăng không mạnh. Thì tất nhiên là sau một cái đoạn rung lắc này thì giá dầu rất là khó để có sự tăng giá mạnh nữa đó, và cái dòng tiền lớn cũng chưa có vội vàng để tham gia vào. Tuy nhiên với vùng này đó là một cái vùng sideways, vùng gọi là nó giằng co đó, và cái thế giằng co này nếu mà phá vỡ thì có thể là sẽ tạo một con xu hướng mới. Tuy nhiên là mình kỳ vọng ha, nếu mà kỳ vọng về về cái giá dầu thì mình cũng kỳ vọng là cái xu hướng của giá dầu sẽ tạo một cái thế giằng co quanh vùng này đó, và nếu giữ được mặt bằng giá ở nguồn cao thì những cổ phiếu thuộc ngành năng lượng dầu khí thì sẽ vẫn sẽ tích cực trong thời gian tới. Rồi thì đó là liên quan đầu tiên, thông tin liên quan đến giá dầu. Thứ hai thì sẽ review về đồng đô và vàng và đồng Bitcoin. Thì nói với chỉ số sức mạnh đồng đô thì cái vùng dao động hiện tại á, là vẫn đang quanh cái mức là 97 năm đến vùng khoảng là 99, đó là tạo nên một cái vùng giằng co. Điểm sáng là hiện tại á, là cái đồ thị giá vẫn trên đường trung bình 20 phiên, nhưng mà cái quán tính ở đây là nó đang ở mức thấp đó, và đang có dấu hiệu là cái lực đà tăng nó đang có dấu hiệu giảm xuống đó, và cái dòng tiền lớn ở vùng này thì đã có những cái áp lực bán ở trong tuần trước, nhưng đây hiện tại thì vẫn đang thế là giằng co và có khuynh hướng là có dấu hiệu là muốn mua trở lại, nhưng mà chưa có thể hiện bằng bằng một cái lượng lực dứt khoát. Thì tạm thời á, vì dòng tiền có sự dứt khoát và xu hướng thì nó cũng chưa rõ ràng, cho nên đối với cái chỉ số sức mạnh đồng đô này mình sẽ không tham gia giao dịch. Rồi tiếp đến là vàng. Vàng thì đang ở trong một cái vùng gọi là vùng sau khi mà có một cái nhịp điều chỉnh á, thì đã tạo vùng nền quanh cái trên cái mức là 1.917 đô la trên một ounce, thì cái vùng này sẽ tạo là một cái vùng vùng tích lũy và ở đây chưa có những cái quán tính hình thành, những cái xu hướng hình thành đó, và lực gọi là cái dòng tiền lớn cũng chưa có mua vào. Nếu ở vùng này thì đây là một cái vùng giá tốt mà có thể là mua theo cái hướng là tích lũy vị thế, lấy gọi là mua để thăm dò lấy vị thế, chứ chưa thật sự đủ mạnh để mà có thể tạo một cái lực tăng trong thời gian tới và trở lại cái vùng đỉnh cũ là quanh cái mức là 2.070 70 đô la cho một ao, thì hiện tại thì vẫn chưa có những cái mức đó. Tuy nhiên vùng này là một cái vùng mua an toàn và mình có thể tham gia giải ngân với cái việc là thăm dò thiết lập vị thế thăm dò ở cái vùng này. Còn đồng Bitcoin thì có những cái dấu hiệu khởi sắc hơn ha, và đang bứt phá khỏi cái vùng là 45.400 đô la trên một Bitcoin đó. Thì sau khi mà test cái vùng hỗ trợ này đã có những tín hiệu hồi phục lên đó, và quán tính tăng thì vẫn đang ở mức cao và dòng tiền lớn vẫn đang mua vào. Thì nếu về trading, về góc độ trading thì mình có thể trading Bitcoin trong cái biên độ là từ 45.400 đến 52.500 52.600 thì đó đô la trên một cái Bitcoin, thì đó là cái vùng mà mình có thể tham gia, cân nhắc cái tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro mình tham gia giao dịch theo cái chiều hướng mua vào được đối với đồng tiền này. Nói sơ qua về cái chỉ số chứng khoán Mỹ, thì chỉ số chứng khoán Mỹ á, thì nhìn chung á, là đã thoát được một cái nhịp chỉnh trong ngắn hạn rồi đó. Tuy nhiên là cái vùng gọi là vùng sideways trước mắt nó vẫn còn rất là nhiều cản, tại vì sau cái nhịp điều chỉnh mạnh á thì sẽ có rất có nhiều cái áp lực từ từ lực bán từ những cái vị thế đã tham gia trước đó, đã tham gia giá cao trước đó. Thì với cái vùng sideways này thì khả năng là
chỉ số Dow Jones nó sẽ rất là khó để mà hình thành một cái xu hướng tăng mạnh mẽ. Ở đây quán tính cũng chưa thể hiện, mặc dù dòng tiền lớn có vào đó, tổng kết lại thì có dòng tiền lớn vào nhưng cái quán tính và cái đà tăng chưa đủ thuyết phục để mình tham gia. Thì tổng kết lại những loại tài sản trên thì nếu mà mua thăm dò thì có vàng, còn nếu mà mua trading thì có đồng Bitcoin, còn những loại tài sản còn lại thì mình giữ vị thế là quan sát. Rồi thì đó là tình hình của bức tranh của thế giới, còn chúng ta cùng xem xét lại về tình hình trong nước. Thì trong nước gần đây thì trong những phiên gần đây thì sẽ có hai cái luồng thông tin, đó là thông tin liên quan đến việc là xử về các hành vi thao túng thị trường. Thì trong những thông tin công bố gần đây thì liên quan đến em của ông Trịnh Văn Quyết cũng đã bị có những cái gọi là những cái thủ tục về cái của công an đang điều tra về cái hành vi là thao túng thị trường và cũng như là hành vi về về bị can là thao túng thị trường đó. Thì đó là những cái thông tin mà về về mặt thị trường thì nó sẽ điều tra, việc điều tra những hành vi thao túng này sẽ giúp thị trường minh bạch hơn, và mình đánh giá cái thông tin này thì nó nghiêng về hướng là tích cực cho thị trường. Và trong thời gian tới nếu Việt Nam còn nâng hạng thì yếu tố minh bạch là yếu tố mà một trong những yếu tố mà giúp cho cái việc nâng hạng của thị trường Việt Nam ta sẽ dễ dàng hơn. Rồi tiếp đến là thông tin liên quan là về minh bạch của thị trường, đó là ngày 4 tháng 3 thì cũng đã thông tin liên quan đến cái việc là ủy ban chứng khoán nhà nước á, đã liên quan đến việc là Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng công bố ngày hôm hôm qua hôm kia hôm qua thì ngày 4 tháng 4, đây mình có nhầm một xíu thông tin, thì là về việc là hủy bỏ các trái phiếu của phát hành từ tháng 7 năm 2021 đến tháng tháng 3 năm 2022 của tập đoàn Tân Hoàng Minh do những cái thông tin bị che giấu và công bố thông tin sai sự thật. Thì đây là những cái thông tin mà mình đánh giá là giúp cho thị trường mà minh bạch hơn đó, và những cái thành phần mà công bố thông tin và đưa ra những thông tin sai sự thật đó, thì nó sẽ được dần làm sáng tỏ và giúp nhà đầu tư có thêm niềm tin trong và ngoài nước, có thêm niềm tin thị trường. Thì mình đánh giá là những cái thông tin này nó vẫn là theo cái chiều hướng là tích cực cho mà tình hình chung, mặt bằng chung của thị trường. Còn nói về câu chuyện xa hơn thì trong quý này á, thì chúng ta cụ thể trong tháng 4 đi, thì chúng ta sẽ chú ý đến những sự kiện nào. Thì trong tháng 4 á, thì ở nước ngoài thì có những thông tin liên quan đến bầu cử tổng thống ở Pháp, những cái thông tin chính sách của quyết định về cái chính sách của ngân hàng của châu Âu cũng như là của Nhật Bản đó. Còn về trong nước á, thì liên quan cho cái thông tin mà được nhà đầu tư quan tâm, đó là liên quan đến những cái chỉ số của VN Diamond và những cái chỉ số cơ cấu quỹ của VN thì đó là những cái đợt mà review của các quỹ quỹ ngoại. Thì gần đây thì nếu mà được quan tâm nhiều nhất chắc là những cái biến động liên quan đến nhóm cổ phiếu kính râm, bao gồm là những cổ phiếu là FPT, MRG và BNG là những cái cổ phiếu mà được dự báo là được VN Diamond mua vào và gia tăng tỷ trọng, nên những cái cổ phiếu đó đang vận động theo cái chiều hướng là tích cực. Đó, song song với đó thì cũng có những cái thông tin là những cổ phiếu sẽ bị loại ra, thì có thể là sẽ bị loại ra và ảnh hưởng đến cái việc là bán ra. Thì nếu mà theo dõi trong trong nhóm cổ phiếu VN Diamond thì cái có Khang Điền với lại Nam Long thì đang có lực bán, thì khả năng có thể là sẽ bị loại, nhưng cái này thì mình sẽ không có thông tin này thì mình chờ công bố để mà mình nắm nắm rõ. Còn những cái việc là bán ra thì có thể là giảm tỷ trọng hoặc là bị loại ra thì cũng chưa có thể biết được nó chắn, nhưng mà khi mà mình bị ba nhầm dòng VN Diamond, nhầm cổ phiếu kính râm được mua vào thì nhìn chung thì mình cũng phải để ý những cái cổ phiếu ngược lại đang bị bán ra để mà mình theo dõi và mình giữ cái danh mục mình an toàn. Rồi thì đó là những cái liên quan đến của tháng 18 tháng 4 là kỳ review của các quỹ ngoại. Rồi ngoài ra thì có đáo hạn phái sinh, thì như thường lệ đó hàng tháng đều có đáo hạn hợp đồng tương lai thôi, và cuối tháng thì công bố số liệu quý một chứ không có những cái thông tin nào đáng chú ý hơn. Rồi thì đó là những thông tin thị trường.
Rồi chúng ta sẽ cùng nhận định về diễn biến của thị trường ở thời điểm hiện tại. Thì nếu mà thị trường ở thời điểm hiện tại á, là nó vượt một cái cột mốc mà mình đánh giá nó quan trọng hơn cái vùng đỉnh cũ là quanh cái mức là quanh cái mức là 1.500, khoảng 1.530 điểm, thì cái vượt nó quan trọng hơn cái mốc đó, tại vì cái vùng kháng cự mạnh của thị trường á, cái vùng nhiều lần phản ứng nhất là quanh 1.515 điểm đó, và trong ngày đầu tuần thì vào cuối tuần qua thì đã từng trước đó thì đã đóng cửa trên 1.515 rồi, và trong 2 ngày đầu tuần thì VN-Index vẫn đang duy trì biến động trên cái vùng là 1.515 điểm này. Về xu hướng thì mình đánh giá là vẫn là tích cực. Tuy nhiên là một cái điểm mà khiến cái thị trường có những cái giằng co, đó là khi VN-Index tạo phiên thứ hai tăng và tạo cái gap, thì thường một cái gap hở ra thì sẽ có những cái khuynh hướng đắp gap lại, và nếu trong những cái phiên tiếp theo thì khả năng thì có thể là về test lại vùng 1.515 và tạo nến đảo chiều, thì đó là những cái tín hiệu đẹp để mà nhà đầu tư có thể gia tăng những cái vị thế đã mua vào trước đó. Đó là nhìn nhận về nhận định về thị trường. Còn về nhìn nhận về cổ phiếu đầu tư thì thật ra thì đầu tiên á, là nhóm cổ phiếu mà được nhà đầu tư mà quan tâm trong giai đoạn vừa qua đó là nhóm ngân hàng, khi mà nhóm này cũng đã là nhóm góp phần cho thị trường tăng vượt 1.515 vào tuần trước. Tuy nhiên cái lực cầu ở qua nhóm này mình thấy là không không quá mạnh, và nếu mà tham gia vào á, thì đây, nếu mà mua vào phiên thứ sáu thì hôm nay hàng hàng chưa về, hàng T2 thì cổ phiếu T2 á, thì cũng chưa quay về cái giá vốn và chưa có lợi nhuận, thì cho thấy là lực gọi là áp lực về bình quân giá ở những vị thế kẹp hàng trước đó của những cổ phiếu ngân hàng á, thì vẫn còn rất là cao. Và cổ phiếu ngân hàng nếu mà mình giao dịch trong đoạn này thì tham gia thì vẫn là duy trì cái quan điểm là tham gia mua để mà giao dịch hạ cái giá vốn những cái lần trước đó, và tham gia khi mà hồi có nhịp hồi thì mình canh mình thoát vị thế, chứ chưa thể kỳ vọng nhiều với cái sự tăng giá của nhóm ngân hàng được, do cái lực cầu trên thị trường thanh khoản phiên phiên tăng cũng còn rất là thấp. Thì đây là một cái điểm mà mình chú ý ha. Còn về những cổ phiếu mà quan tâm thì những cái dòng cổ phiếu tăng trưởng vẫn đang duy trì một xu hướng tăng rất là mạnh ha, như BC1 nè vẫn duy trì trên đường trung bình EMA10 và giữ xu hướng, hoàn toàn có thể tham gia thiết lập vị thế. Cổ phiếu tăng mạnh thuộc nhóm VN-Index thì có thể chờ những cái nhịp điều chỉnh để mình thiết lập lại vị thế thôi. MWG nè, test về những cổ phiếu đang tăng mạnh thì đang trong một xu hướng tăng tăng mạnh á, thì chu kỳ tăng mạnh thì thường sẽ là điều chỉnh quanh EMA10 là những cái điểm mà mình có thể tham gia vào đó. Tương tự là BNG thì chờ những cái điểm test lại mình tham gia, không thì mình giữ vị thế để quan sát nó. Còn nhóm cổ phiếu dầu khí có kết quả kinh doanh tích cực đó, như BSR thì mình có thể chú ý cho vào danh sách để mà mình tham gia, mình lựa chọn thời điểm mà mình tham gia mình đầu tư đó. Thì HAH tương tự là như thế, thì vẫn duy trì trên cái đà tăng. Thì tổng kết lại thì mình vẫn nghiêng về đoạn này thì mình vẫn nghiêng về những cổ phiếu mà thuộc dòng mid cap và trong cái chu kỳ tăng trưởng nhiều hơn, ví dụ như là HAH, Phú Tài, BC1 nè, đó thì đang trong những cái vùng và giữ trên cái xu hướng tăng, thì mình có thể mua, và cái khả năng sinh lời và khả năng tăng giá của cổ phiếu nó sẽ cao hơn là cái việc là mua vào những cổ phiếu ngân hàng cổ phiếu đang sideways. Thì những cái vị thế mà mình kẹp ngân hàng cổ phiếu ngân hàng á, thì mình canh những cái nhịp hồi mình thoát ra, mình hạ tỷ trọng cho an toàn với một thôi, chứ không có nghiêng về đầu tư ngân hàng lúc này. Rồi thì tổng kết lại cái video ngày hôm nay thì nói về toàn cảnh thị trường á, thì mình đã nói về giá dầu thì đang trong vùng giằng co, những cổ phiếu dầu khí vẫn sẽ có thể sẽ vận động theo cái chiều hướng là tích cực khi mà kết quả kinh doanh quý 1 dần nè hé lộ. Về review thì chúng ta có thấy là đồng Bitcoin thì chúng ta có thể tham gia vào hoạt động trading trong ngắn hạn với tỷ lệ lợi nhuận rủi ro là lớn hơn 2:1, lợi nhuận trên rủi ro lớn hơn 2 lần. Và vàng thì có thể mua theo cái chiều hướng là mua mua để thăm dò thiết lập vị thế. Còn về chứng khoán Việt Nam thì hiện tại ngân hàng có những cái tín hiệu rục rịch nhưng lực cầu không mạnh,
thì mình chỉ là kỳ vọng vào nhịp hồi ngắn hạn. Còn nếu mà kỳ vọng nhiều hơn về sự tăng giá, vận động tăng giá của thị trường, thì có thể kỳ vọng vào nhóm cổ phiếu tăng trưởng như HAHBC1 và kỳ vọng sự điều chỉnh ở những cổ phiếu VN Diamond để tham gia rất là vị thế như là FPT, MWG, BNG, v.v. Thì đó là những cổ phiếu mà mình có thể chú ý. Thì trước khi mà nói lời tạm biệt anh chị các bạn, thì mình cũng xin giới thiệu là bên mình có những cái room tư vấn, có room tư vấn để hỗ trợ anh chị nhà đầu tư nhanh nhất và sớm nhất thông tin thị trường. Thì anh chị có thể vào trang Finasat một quản trị và chọn chuyên gia tư vấn làm lễ thống phát và để lại thông tin, thì đội ngũ và gửi thông tin thì đội ngũ Finasat sẽ có thành viên hỗ trợ anh chị các bạn tham gia vào cái room tư vấn. Rồi thì đến đây thì video nhận định liên thị trường của mình cũng xin phép là kết thúc tại đây. Cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào.